một salon chuyên kinh doanh xe đã qua sử dụng đang giao bán một chiếc Toyota Camry, sản xuất năm 2021 với mức giá khoảng 900 triệu. Theo thông tin được người bán đưa ra, chiếc sedan này thuộc phiên bản 2.5Q cao cấp nhất với ngoại thất và nội thất đồng màu đen. Chỉ số quãng đường đã di chuyển là hơn 50.000 km. Được biết, khi mua mới, Toyota Camry 2021 bản 2.5Q có giá niêm yết là 1 tỷ 235 triệu. Để trở thành chủ nhân hợp pháp của chiếc xe, người dùng ban đầu cần tiêu tốn một khoản tiền từ hơn 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 tùy vào tỉnh, thành đăng ký xe. Có thể thấy, chiếc xe này mất giá không nhỏ sau 3 năm sử dụng. Tuy nhiên, với những ai đang tìm mua sedan cũ thì đây cũng là một lựa chọn có thể xem xét. Toyota Camry 2021 là một mẫu sedan hạng D có kích thước tổng thể dài rộng cao tương ứng là 4.885mm, 1.840mm, 1.445mm, chiều dài cơ sở đạt 2.825mm và khoảng sáng gầm xe 140mm. Ở ngoại thất, đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng kéo dài đến cản trước, hai bên là cụm đèn pha LED projector tích hợp tính năng tự động bật tắt, tự động cân bằng góc chiếu và đèn chờ dẫn đường. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác có đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ, mâm hợp kim đa chấu với kích thước 18 inch, đèn hậu LED, đèn báo phanh trên cao và ống xả kép thể thao. Bên trong cabin, Toyota Camry 2021 được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch cụm đồng hồ lái Opti-Tron kết hợp với màn hình đa thông tin TFT 7.7 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập dàn âm thanh 9 loa JBL. Động cơ của Toyota Camry 2021 có dung tích 2.5 lít cung cấp công suất tối đa 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 235 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Về công nghệ an toàn, xe được trang bị cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau.